Kính thưa đồng bào, tôi chính đây, người lãnh đạo cứu nguy Việt Nam, theo lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng bà tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã trao phó trọng trách cho tôi làm việc lãnh đạo cứu nguy Việt Nam. Vì thế đồng bào mau mắn chấp hành gấp. Đặc biệt ba hình ảnh phép lạ này có phép lạ đi chung để giải tán thế giới cộng sản và đồng thời bảo vệ gia đình chúng ta. Chúng ta hãy mau mắn copy những hình ảnh này, cùng nhau xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, thì chắc chắn thế giới cộng sản sẽ tan rã và chúng ta không đổ một giọt máu. Và đương nhiên những hình ảnh phép lạ này sẽ đuổi bọn Tàu Cộng về nước. Sau đây kính mời đồng bào theo dõi về những phép lạ quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. This is dragon, big dragon, the head right there, the neck and the body right there. Rồng vĩ đại ha. Đẹp quá ha. Wow. Thấy chưa? Và đây là văn phòng Hội đồng cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Right there. Anh em rồng vĩ đại nè.